rửa mũi mà lại nhẹ nhàng còn sạch sâu, nghe vô lý nhưng cực kỳ thuyết phục. Phụ huynh không tin vì đang vướng ba quan niệm cũ khi xịt rửa mũi cho con hay là cho chính mình. Thứ nhất là lực đẩy càng mạnh thì dịch nhầy càng dễ tống ra. Thực tế, lực đẩy quá mạnh gây ảnh hưởng đến niêm mạc mũi, người dùng bị sạc, dịch bị đẩy lên tay gây viêm tay giữa. Thứ hai là rửa mũi thì dịch nhầy sẽ sang ngay mũi kia. Thực tế, dịch chưa được làm loãng đã bị đẩy đi ngay nên chỉ được dịch nhầy ở phần sàn dưới mũi, dịch ở các phần khác của hốc mũi vẫn còn. Thứ ba, thấy dịch nhầy ra ngoài là mũi đã sạch. Thực tế, cấu tạo mũi thì ngóc ngách, phần động lại nhiều dịch là trên và sau hốc mũi. Dịch nhầy chưa được làm loãng để tống ra thì không thể hết dịch. Nếu vậy thì phải vệ sinh mũi bằng cách nào đây? Nhà thuốc Wellcare xin giới thiệu một giải pháp vệ sinh mũi mới cho đường hô hấp. Sử dụng trong các trường hợp bị sổ mũi, nghẹt mũi hay là có thể sử dụng để vệ sinh mũi hàng ngày. Đó là thiết bị xịt xông mũi Bunerason để giúp loại bỏ hoàn toàn ba quan niệm cũ đã nêu. Thiết bị Rayson giúp phân phối dung dịch toàn khoang mũi, kể cả phần ngóc ngách nhất, với kích thước hạt nhỏ nhất trong số các thiết bị xịt mũi trên thị trường. An toàn, phù hợp cho trẻ em, người lớn, kể cả trẻ sơ sinh, nhờ vào kiểm soát tốt áp lực dòng chảy, giúp giảm các triệu chứng nghẹt mũi, sổ mũi nhanh chóng nhất. Bên cạnh đó, nhà thuốc Wellcare hiện cũng đang phân phối bộ rửa mũi Otosan Nasal Wax Kit. Với bình rửa có đầu xịt bo tròn, mềm, hạn chế tối đa những tổn thương niêm mạc khi sử dụng. Bình rửa sử dụng nhựa nguyên sinh, đảm bảo an toàn cho người dùng, sử dụng được cho trẻ từ 6 tuổi trở lên và người lớn. Bộ rửa mũi còn chứa kèm 30 gói dung dịch muối với sự kết hợp độc đáo của 3 loại muối natri bicarbonate, hyaluronan và muối biển ô trương natri chloride 1,1%. Đã được nghiên cứu thực nghiệm lâm sàng chứng minh là có hiệu quả trong việc hóa lỏng dịch nhầy, tạo điều kiện phá vỡ màng sinh học của vi khuẩn và tăng tốc độ chữa lành.